Dù chúng ta đang ở trong một cái khúc nôi nào, tức là trong một khúc cua nào, hãy giữ vững cái đức tin của chúng ta nơi Chúa, ngưỡng vọng nơi Ngài. Đôi khi Ngài làm thất vọng chúng ta qua những sự trông đợi của chúng ta ở con người hay là trong tiền bạc vật chất. Đôi khi chúng ta nhờ cậy vào sức riêng của chúng ta, nhưng mà Ngài sẽ đến để Ngài hút everything lại theo đúng cái lộ trình của Ngài, đúng bàn tay thiên thượng sắp xếp của Chúa, mang chúng ta ra khỏi cái khúc nôi đó, dẫn chúng ta vào lại cái thiên trình của Ngài, và rồi ban chúng ta một thiên mệnh của Chúa. Điều quan trọng cuối cùng là Ngài sẽ surprise chúng ta trên cuộc đời của chúng ta. Sẽ có rất nhiều những điểm mà chúng ta sẽ được Chúa làm bất ngờ. Chúa chúng ta là một đấng rất thú vị. Ngài mang cho chúng ta có những cái tiên vị để chúng ta nếm trải Chúa một cách rất là ngọt ngào. Nếu cuộc đời bằng phẳng quá, chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được những điều này. Chúng ta phải gập ghềnh như Joseph thì mới để lại những câu chuyện cho hậu thế.